Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Thắng Mobile. Vâng, thưa các bạn, hôm nay trước mặt các bạn đây nó cũng tương đối là nhiều máy nên bên mình sẽ cố gắng review thật nhanh để cho tất cả các bạn cùng lựa chọn cho mình những chiếc máy thật là hợp lý nhé. Thì đầu tiên sẽ là một chiếc iPhone X. Đây sẽ là một chiếc iPhone X, máy màu trắng zin nguyên bản. Con này ngoại hình thì tương đối đẹp các bạn nhé, nó chỉ thuộc diện là đẹp phẩy thôi. Đây này, lưng của nó vẫn xước nhé, lưng của nó xước này. Đấy, kính của nó này, sườn của nó này, sườn cũng xước nhé, sườn xước sát này, nhưng mà không có vết cấn móp nào các bạn nhé. Mặt trước này, mặt trước nó cũng hơi xước sát một chút nhé, nhưng đây mình khẳng định với các bạn, nó là một chiếc máy zin nguyên bản từ A đến Z, không phải từ A đến Z, mà là viên pin của con này thì bên mình đã thay cho các bạn viên pin EU rồi, thay pin xịn thì các bạn thoải mái dùng trong vòng tầm khoảng 2,5 năm đến 3 năm nữa thì các bạn mới phải suy nghĩ vấn đề về pin nhé. Đây là một chiếc máy bản quốc tế 64GB, bên mình thâu lại được của khách đó. Đây, nó là bản Mỹ, iPhone X đang chạy US 14.8.1, 64GB. Pin bên mình thay cho các bạn pin EU chuẩn xịn nên các bạn yên tâm. Đấy, pin là 100%, các bạn thoải mái sử dụng trong vòng 2,5 năm đến 3 năm nhé. Đấy. Con này đây thì nó là một chiếc máy đầy đủ tất cả các chức năng. Đấy, đây. Đây là loạt ảnh của khách. Đấy, nói chung máy này là máy zin ok. Con máy này cũng xuất phát từ cửa hàng mình bán cho khách, và hôm qua khách nâng đời lên XS Max thì có để lại chiếc iPhone X này cho bên mình, và bên mình bán lại cho các bạn với giá thì cũng tương đối là dễ chịu, đó là giá là 6.900.000 các bạn nhé. Bán cho các bạn một con iPhone X giá 6.900.000, đầy đủ tất cả chức năng, pin khỏe, nói chung là không còn điểm gì để chê nữa nhé. Giá rẻ, ngoại hình thì cũng ưa nhìn đó, cam dọc nhìn rất là tinh tế và rất là đẹp các bạn nhé. Đó, lại là iPhone X. Đấy. Như bình thường thì những con như thế này nó sẽ dao động tầm khoảng 7.3 triệu cho đến 7.5 triệu, nhưng bên mình chỉ bán cho bạn giá là 6.900.000 các bạn nhá. Bảo hành 3 tháng lỗi 1 đổi 1, tặng các bạn một bộ cáp sạc, một ốp lưng, một kính cường lực các bạn nhá. Đó, ok. Tiếp theo cây thứ hai sẽ là một chiếc Mi Pad. Đây sẽ là một chiếc Mi Pad. Nó có thể, ngoại hình của nó có thể nói là rất giống một chiếc iPad mini. Đấy. Nhưng về hoàn thiện đấy thì cũng không khác gì một chiếc iPad luôn các bạn nhé. Đấy, hai loa này. Đấy, camera này, lỗ mic này, hai lỗ mic này. Vẫn còn hỗ trợ jack 3.5 các bạn nhé. Con này thì về mặt trước của nó thì mình đánh giá là đẹp hơn iPad. Đó, nhìn trông có vẻ nó hiện đại hơn bởi vì nó không còn cái phím bấm. Đó, con này thì không lắp được sim các bạn nhé, chỉ bắt wifi rồi để nghe gọi giống y như một chiếc iPad. Và màn hình thì mình đánh giá con này cao hơn, đó là một chiếc màn hình và cảm ứng gắn liền với nhau nhé. Tức là các bạn khi mà muốn bóc tách cái này ra là các bạn phải ép kính rồi cũng phải tách kính nhé, chứ không giống như của iPad thì kính riêng và màn riêng. Màn của nó lại là màn LCD, nhìn nó có vẻ gì đấy hơi quê. Mãi đến từ iPad Gen 6 rồi đổ lên thì màn hình của nó mới được cải tiến sang các cái màn nhìn trông nó đẹp và gắn liền màn hình hơn nhá. Liền màn hình và cảm ứng. Đó, về màn hình này, bộ này thì rất là LED, rất là tuyệt vời. Đó. Con này thì nó hỗ trợ con RAM 2GB, bộ nhớ của nó 16GB. Đấy. Thì tương đối nói chung con này thì các bạn có thể là xem phim, nghe nhạc, chơi game nhẹ thôi thì vẫn ok, và nó có 3 cái phím điều hướng của dòng Android đó. Về camera đây các bạn nhìn này, rất là tuyệt vời các bạn nhé. Đó, camera này cực kỳ tương đối LED, nói chung là tương đối LED. Đấy, về màn hình của nó là 7.9 inch, viên pin của nó là 6.100 hay 6.200 gì đấy, lớn hơn 6.100 và nhỏ hơn 6.200, cái số lẻ mình cũng không nhớ. Đấy, cực kỳ thỏa mãn cho các cháu học nhé, quá là ổn định rồi. Để xem con này chạy Android mấy nhá, con này đang chạy Android 5.1, phiên bản Android 5.1. Đấy. Xiaomi, cho mình cảm giác con này nó rất là mượt hơn những dòng iPad mini 1 hoặc là iPad mini 2 nhé.
Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá của nó là 2.200.000. 2.200.000 đây. Hỗ trợ chân sạc Type-C. Bạn nào muốn sử dụng sạc nhanh 25W thì thêm 100.000 là thành 2.300.000 các bạn nhé. Còn không bên mình sẽ tặng cho các bạn sạc thường, sạc của Samsung, nó vẫn là sạc nhanh. Đấy, thì các bạn vẫn sử dụng được chiếc máy này. Và được tặng kèm một ốp lưng. Tặng kèm ốp lưng thôi các bạn nhé. Máy màu hồng rất là đẹp. Đấy. Đấy các bạn nhé. Rất đẹp luôn. Không có cường lực, bọn này bên mình không có cường lực nhé. Giá bên mình bán cho bạn giá là 2.200.000 các bạn nhé. Mi Pad 2. Ngoài ra thì bên mình vẫn còn những chiếc Samsung Galaxy S10. Thì mình cảm giác bọn S10 này là hàng đẹp thực thụ luôn các bạn ạ. Từ cái ngoại hình mình cảm giác nó thon gọn và rất là tiện để cho các bạn nhét túi quần, mà màn hình của nó cũng không bị nhỏ. Màn hình của nó là full màn. Đấy, full màn mà lại màn cong thì rất đẹp. Máy này thì bên mình đã view từ video trước rồi. Hôm nay bên mình vẫn còn đủ 3 màu, đó là màu trắng sứ, màu xanh và màu xám đen các bạn nhé. Đó, bên mình vẫn còn đủ 3 màu cho các bạn lựa chọn. Và đây tất cả đều là hàng A. Đây tất cả đều là hàng A các bạn nhé. Đấy, RAM 8GB, bộ nhớ 128GB. Rất là nét, rất là mượt. Đây dòng S10 các bạn nhé. Một SIM, chạy chip Snapdragon 855. Đó, và bên mình đang bán các bạn giá là 5.300.000. Tặng ốp lưng, cáp, sạc và tai nghe các bạn nhé. Tiếp theo 8 Plus. Hôm nay bên mình vẫn còn 2 chiếc 8 Plus. À, vẫn còn 2 chiếc 8 Plus khá lâu rồi, chưa bán được. Đó, bên mình vẫn đang bán các bạn giá là 7.200.000. Đây là hàng chất các bạn nha, hàng chất nha. Đấy, hàng zin đẹp 98-99%. Pin của nó thì đều là pin 9X, rất là khỏe. Con trắng 91, con đen 95, bản quốc tế Mỹ. Đấy, hàng tất cả đều là hàng zin keng này. Mình ghi ở ngoài, khách dễ tính sẽ là hàng zin keng, khó tính thì sẽ là hàng 98-99%. Đó, nguyên bản chưa sửa chữa. Bên mình đang bán cho các bạn giá của nó là 7.200.000, tặng ốp lưng, cáp sạc cường lực các bạn nha. Lốt 9 thì hôm nay bên mình có 2 cây, đó là một chiếc máy màu nâu và một chiếc máy màu tím. Cả hai chiếc đều là ngoại hình của nó là tương đối đẹp. Cả hai chiếc ngoại hình đều là tương đối đẹp các bạn nha. Đó, đẹp tầm khoảng 98%, 98-99%. Đấy, đầy đủ tất cả chức năng, màn hình của nó cũng 6.4 inch. Đấy, thì con màu nâu này nó hơi xước một chút này, phe phẩy gọi là lông mèo này. Con màu tím thì đẹp hơn một chút. Đấy, nhưng mà bên mình đang bán đồng giá cho các bạn, giá của nó là 5.500.000, màn 6.4 inch, đẹp không ám, không ố, không lưu hình. Pin 4000, RAM 6, bộ nhớ 128GB. Ok các bạn nha. 5.500.000 thôi. iPhone XS Max thì bên mình vẫn còn 2 chiếc hàng chất, pin 88 và 90, đều là bản quốc tế Mỹ. Và nói chung cái dòng XS Max này thì các bạn cũng biết rồi, nó cực kỳ trâu bò và rất là thẩm mỹ các bạn nhé. Thiết kế của nó đến bây giờ vẫn được rất là nhiều người ưa chuộng. Chính vì vậy nên cái dòng XS Max này nó vẫn chưa xuống giá một chút nào luôn các bạn nhé. Thậm chí nó còn tăng giá cơ. Bên mình đang bán các bạn giá đồng giá là 11.400.000. Máy màu vàng gold và chỉ có duy nhất màu vàng gold thôi. Màu đen và màu trắng bên mình đã bán hết rồi. Đấy, còn đây là một chiếc lốt 10. Lốt 10 5G bản Hàn Quốc, RAM 12GB, bộ nhớ của nó là 256GB. Rất thoải mái để cho các bạn sử dụng. Đặc biệt mình cảm giác như dòng Samsung nó rất là ưu ái cho khách hàng, bởi vì những cái bộ nhớ nhỏ nhất đã 128GB, 128GB đối với mình ngày nào quay video như thế này là rất là thoải mái các bạn nhé. Mặc dù mình đang dùng một con iPhone 11 Pro Max bản 64GB nhưng mình cảm giác như thế đã rất thoải mái rồi. Đây Samsung của nó bộ nhớ thấp cũng chỉ thấp cũng 128. Đấy, còn cao thì 256 rồi 512. Thực sự luôn là không biết bao giờ dùng mới hết. Đấy, rất là đẹp nhá. Hôm nay có một chiếc duy nhất, bán cho bạn giá là 6.900.000. Hàng zin đẹp. Đấy, hàng zin đẹp các bạn nhé. 98-99%, máy màu đa sắc, màn thì không ám, không ố, không lưu hình. Đó, ok. Tiếp theo là S15G. Bên mình vẫn còn 2 chiếc S15G. À, S10 Plus bên mình cũng vẫn còn nhé.
S15G bản Hàn, hỗ trợ sóng 5G này, RAM 8 bộ nhớ 256, pin 4500, màn 6.7 inch, rất là đẹp, rất là led. Bên mình đang bán cho bạn giá là 6.100.000 nhá. Ok, bỏ sang đây. S10 Plus bản Mỹ bên mình vẫn còn nhá, hôm nay bên mình lại chưa bỏ ra. Đến cái phần mà nhiều người mong nhất, đó là những chiếc LG V50 Thinh Quy. Hôm nay bên mình về được khá là nhiều LG V50 Thinh Quy các bạn nhá. Thì bên mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Cây đầu tiên sẽ là một cây ở ngoài rổ. Tại sao nó ở ngoài rổ? Bởi vì đây là một cây tương đối đen. Mình lấy hàng đẹp về, nhưng mà do vận chuyển cho nên là nó tì đè vào nhau này các bạn này. Vận chuyển như này nó tì đè vào nhau, nên con này nó đang bị vỡ kính nhá. Cảm ứng vẫn dùng bình thường. Màn hình bị một phát sọc này. Tất cả máy bên mình đều đã test rồi. Không ám, không ố, không lưu hình. Đây các bạn nhìn bật kính này, kính nó bị lứt này. Không có một gợn gì luôn các bạn nhé. Đây các bạn này. Đấy, tay này. Sờ vào này, không có gợn gì luôn các bạn nhé. Không sợ, không lo bị đứt tay các thứ. Con này thì như các bạn đã biết đấy, RAM của nó là 6GB, bộ nhớ là 128GB, pin 4000, màn thì 2K. Đấy, lại còn tai thỏ, hai cam trước, cam sau 3 mắt. Đấy, hỗ trợ sóng 5G, cực kỳ nhiều công nghệ. Đây, con này thì nó có cái mà để phân đôi màn hình này, cái chức năng này này. Đấy, đây là màn hình riêng này, một màn hình này. Đấy, cái này nó thành hai màn hình này, trên giữa này. Đấy, rất là đẹp nha. Đấy, thấy chưa? Ở trên này, ở dưới này. Đấy, chuyển về một màn. Bộ này thì chỉ một sim một sóng thôi. Đó, con máy này thì bên mình sẽ bán cho bạn thanh lý với giá của nó là 2.300.000 các bạn nhé. Thanh lý cho bạn giá 2.300.000. Ngoại hình của nó là một con tương đối đẹp đấy. Đây này các bạn này, nhìn nó hơi xước một chút này. Đấy, 2.300.000, cực kỳ rẻ. Đấy, cực kỳ rẻ. Đấy, ngoại hình đẹp này, mặt sau đẹp này, mặt trước thì nhìn như này là tương đối đẹp, nhưng có một thanh kiềm ánh sáng này. Đấy, và bị lứt một đường kính nhỏ. Nói chung là các bạn sẽ không nhìn thấy đâu. Đấy, cái này bên mình đang bán cho các bạn với giá là 2.300.000. Vừa sớm đã bút hết mực này. 2.300.000 các bạn nhé. Đây, con này là bị ấy rồi. Con này bên mình giá là 2.300.000 các bạn nha. Tiếp theo thì hôm nay bên mình đây là những chiếc máy mà bên mình đã lọc và đã test rồi, đã test kỹ cho các bạn. Tất cả đều là hàng zin đẹp và cái lô này mình cực kỳ ưng. Phải nói là về cái ngoại hình và màn hình của nó mình không chê một điểm nào luôn. Nó có xước sát thì cái xước sát đấy nó là điều hiển nhiên rồi, 3 năm 4 năm rồi, không thể nào mà là không xước sát được. Thứ hai, khung viền của nó không cần móp lại, nó chỉ gọi là sức 5 một tí xíu thôi. Thứ ba, màn hình của nó trắng sáng, trắng tinh luôn. Đây, hôm nay bên mình sẽ vào, hôm nay bên mình xem nào. Có một chút hàng là nó hơi xước viền một chút này, còn bên này là viền không xước các bạn nhé. Bên mình sẽ view cho các bạn bên xước viền này. Đấy, về cây đầu tiên này. Đấy, xước viền này, một tí ti này. Này các bạn nhìn này, không biết các bạn nhìn có rõ không. Đây, xa một chút. Đây. Đấy, viền xước một tí xíu này. Đấy, đây là cây số 1 nhá. Cái cây bị vỡ kia thì các bạn cứ nói là cây bị vỡ nếu mà các bạn muốn đấy. Còn đây là cây số 1. Cây số 1, đây con này thì nó lại không bị cấn móp đâu. Đây là vết xước nhá. Vết xước này rất là bé này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Xước rất bé các bạn nhé. Đấy, lưng thì răm răm thôi. Màn hình thì cũng tương đối đẹp. Đấy, màn ngoài tương đối đẹp nhé. Nhìn các bạn nhìn này. Không ám, không ố, không lưu hình. Cây số 1 bên mình đang bán cho các bạn với giá của nó là 3.400.000. Đây là cây số 1.
Và cái hàng bên này bên mình bán đồng giá cho các bạn, giá 3.400.000 tất cả nhé. Mình sẽ đánh dấu số 1, số các số thứ tự để cho các bạn dễ chọn nhé. Cái này có đúng một vết xước ở chỗ phần góc thôi, còn lại đẹp. Cây số 2 mặt kính tương đối đẹp, xước phê phẩy lông mèo nhẹ, lưng cũng tương đối đẹp đấy, cũng gọi là lông mèo nhẹ. Còn nói chung các cái vết này là những cái vết là chấp nhận được sau 3 năm dùng máy, những cái vết xước như thế là rất là bình thường. Ồ, con này đẹp luôn. Ồ, con này sao nọc nhầm nhỉ? À đây, nó chỉ hơi bạc chân sạc một tí thôi, do cắm sạc kiểu như là không chuẩn, nó bị xước. Đấy, ôi con này đẹp này. Đây là cây số 2. Bên mình cũng bán cho bạn giá là 3.400.000. Màn tất cả mình bao không ám, không ố, không lưu hình luôn các bạn nhé. Đấy, và giá vẫn là 3.400.000. Tiếp theo vào cây số 3. Cây số 3 đây, ngoại hình đây, ủa đẹp luôn này. Ơ, con này xước ở đâu nhỉ? Ủa, con này còn không thể xước luôn. Chỉ vẫn chỉ nào cái chân sạc này thôi này. Sao lọc kiểu gì? À đây, xước một tí ở trên đầu này. Đấy, xước kính nhá. Đây là vết xước này cũng tương đối sâu nhá. Đấy, nhưng mà màu đen thì các bạn giờ khó nhìn nhá. Đấy, về màn hình các bạn yên tâm luôn. Đấy, không thể nào, không có gì mà chê các bạn nhé. Giá rẻ, cấu hình khỏe, pin châu. Đây là cây số 3 của bên mình, cũng giá 3.400.000 các bạn nhé. Vào cây số 4 này. Cây số 4 này đây, con này đây thì cần nhẹ này. Đấy, cần nhẹ góc này. Đấy, đây 1-2 chấm này. Đây, xước này. Mặt kính lưng đẹp này, mặt trước đẹp này, tai thỏ này. Đấy, cái này thì bên mình sẽ bán cho bạn với giá của nó là 3.300.000. Đây, cây số 4 giảm 100.000 đi, 3.300.000. Tiếp theo cây số 5. Ồ, tương đối đẹp này. À đây. Đấy, có hai vết cấn nhẹ ở trên đầu. Đấy, có hai vết cấn nhẹ trên đầu rất là bé đấy. Đây, màn hình tuyệt vời không mặt rời nhá. Đây là cây số 5. Số 5 của bên mình đang bán cho bạn với giá của nó cũng là 3.400.000 nhá. Cây số 6 này. Cây số 6 đẹp luôn này. Ơ, cái này xước ở đâu nhỉ? À đây, xước màn. Đây, xước màn một ít này. Nhưng mà màu đen này nhìn rất là khó nhìn các bạn nhé. Đây là xước 5 ở màn này. Đây này, thi thoảng có vết xước ở góc này. Con này tương đối đẹp đấy các bạn nhé. Đây là cây số 6. Cây số 6 của bên mình cũng ra bán cho bạn là 3.400.000 nhé. Cây số 7 này. Mặt kính đẹp này, mặt lưng đẹp này, mặt dưới này có một dấu chấm này. Đấy, một dấu chấm này. Đấy, có đúng một dấu chấm đấy thôi. À, có một vết chấm nhẹ thôi, còn lại là ok hết nhé. Đây, chấm rất nhẹ, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, rất mờ này. Đây là cái số 7 của bên mình. Cái số 7 bên mình cũng bán các bạn giá là 3.400.000 nhé. Nói chung hàng hôm nay mình cực kỳ là ưng ý về ngoại hình cũng như là chất lượng màn hình, cực kỳ led, không con nào ám ố. Đây, đấy, con này mặt đẹp, lưng đẹp, đít đẹp. Đây, xước một vết xước ở đây, xước rất nhỏ nha. Đây các bạn nhìn này, đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, đây xước một tí ở đầu này, đây xước đầu này. Đấy, các bạn nhìn rõ không ạ? Rất mờ nhé. Đây là cây số 8 của bên mình. Đó, bên mình vẫn ship cốt toàn quốc các bạn nhé. Chỉ cần nhắn hộ mình họ tên, địa chỉ và cọc cho mình 100-200.000 là bên mình sẽ ship cho các bạn luôn. Đẹp luôn này. Đẹp luôn này.
Ồ, con này đẹp. À đây, có một vết xước ở đây. Một vết xước ở đây nhá. Còn lại đẹp nhá. Ồ, con này rất đẹp. À đây, con này xước màn một tí này. Này. Nói chung là răm răm lông mèo này thì ok. Đây là cây số 9 nhá. À, giá cũng là 3,4 triệu các bạn nhá. Tiếp theo là cây số 10 này. Cây số 10 này. Rồi xước cũng một tí ở chân sạc thôi này. Đấy, xước đúng tí ở chân sạc các bạn nhé. Con này đẹp này. Cây số 10 rất đẹp. Lưng đẹp. Mặt đẹp. Đây, chỗ này có hơi xước này. Đấy, hơi xước một tí này. Con này đẹp nhé. Cây số 10. Giá 3,4 triệu các bạn nhé. Đây là cây số 11 này. Đây cũng xước chân sạc thôi này. Đấy. Rất đẹp các bạn nhé. Ồ, con số 11 này cũng đẹp luôn. À, cái này đang hết pin. Đấy, đẹp rồi. Không làm không ố gì luôn các bạn nhé. Về là 10 Thanh Quy. Đây là cây số 11. Tương đối đẹp đấy. Xước bộ chân sạc thôi. Cam kết hàng zin nguyên bản cho các bạn nhé. Không zin tặng các bạn máy luôn. Và riêng về LG V50 này, các bạn có thể bên mình sẽ tặng các bạn đó là một bộ cáp sạc và một tai nghe các bạn nhé. Cáp sạc Samsung. Đó. Ok. Tiếp theo sẽ là cái lô hàng đẹp hơn. Lô hàng đẹp hơn đây thì tất cả đều là hàng không viền, nó không bị xước lặng. Nó chỉ gọi là phe phẩy. Rất là đẹp này. Đấy. Thì bên mình hai nói chung là đây. Đây. Chân sạc nó xước nhẹ thôi. Đây, nhưng mà rất đẹp nhá. Đấy. Đây là tất cả đều không có bị cấn móp, không bị xước sâu các bạn nhá. Đấy. Nói chung là màn hình thì là nó vẫn xước nhẹ. Màn hình hoặc là lưng, nói chung là không tránh khỏi rồi. Những cái chiếc máy như thế này bên mình bán cho các bạn với giá của nó là 3,5 triệu các bạn nhá. Bên mình chỉ tăng 100.000 so với cái hàng phẩy kia thôi. Đấy, 3,5 triệu. Đấy. Đây này. Nói chung là không bị cấn nhá, không bị phát sâu nào cả. Đấy. 2, 4, 6, 8, 10. 10 chiếc các bạn nhá. 2, 4, 6, 8, 9, 9 chiếc. 9 chiếc là hàng này có thể nói là hàng A trừ các bạn nhá. Đấy, còn không biết là các chỗ khác A cộng như thế nào, nhưng mà mình thấy A cộng giờ toàn hàng dựng thôi. Toàn đẹp lung linh. Ở mình đây thì đây là những chiếc là hàng zin, nhưng mà nó vẫn phải có cả vết phe phẩy. Đấy là mình cam kết là hàng zin. Ngoài ra bên mình lại có thêm đó là 3 chiếc A50S Thinh Quy. V50S thì quên mất. V50S Thinh Quy các bạn nhá. Nó là đời sau của V50 Thinh Quy. Đó. Với đây mình sẽ vào view một chiếc cho các bạn. Đây. Cả 3 chiếc này nó đều là hàng đẹp. Đấy, mặc dù nó vẫn có gọi là phe phẩy một tí thôi. Đấy, V50S Thinh Quy. Con này vẫn hỗ trợ sóng 5G bình thường. Và camera của nó thì về sau nó sẽ là camera kép niền và nằm chìm ở dưới lưng nhá. Về phần mặt kính và lưng thì được thiết kế là chống xước, tức là nó có độ cứng hơn V50. Nó cứng hơn V50 thôi, chứ không phải là không xước nữa nhé. Nó sẽ cứng hơn cho nên là nó sẽ khó xước hơn. Đấy. Đây bọn này thì đẹp luôn. Những con này thì là những chiếc máy hàng A, tương đối đẹp. Đấy. Về màn hình thì màn hình máy này, đây, nó khác với cả V50 Thinh Quy. Đó là con này được hỗ trợ là màn hình giọt nước. Còn V50 Thinh Quy nó là màn hình tai thỏ các bạn nhé. Đấy. Không ám, không ố, không lưu hình. Thứ hai nữa đó là về cái phần cấu hình của
V50S này, V50S thinh quy này thì nó mạnh hơn so với cấu hình V50, nó là RAM của nó là 8GB và bộ nhớ của nó lên đến 256GB, vị trí là nó bằng hẳn dòng S15G luôn các bạn nhé, bằng hẳn S15G. Thứ hai nữa, chip lại khỏe hơn, chip con này nó vẫn là chip Snapdragon 855 các bạn nhé. Đó, vẫn hỗ trợ Type-C. Đấy, vẫn màn hình vẫn jack tai nghe 3.5. Đấy, và màn hình vẫn là màn hình 6.4, pin vẫn là 4000. Đấy, đấy là những cái đặc điểm mà giống như với cả V50, sim thì vẫn là một sim. Đấy. Đây, mình sẽ vào trong thử một cái về camera. Đây, trước khi gửi đi cho các bạn là bên mình sẽ ấy hết nhé. Đây camera này, mình sẽ thử một con V50 nhé. V50 nào nó còn pin để thử xem camera, mình nghĩ là chắc camera nó sẽ như nhau thôi. Đây các bạn, đấy, hai tông nền khác nhau này, đấy, cho mắc độ sáng lên các bạn nhé. Đấy. Đấy. Mình cảm giác như V50S này nó lấy led nhanh hơn, cảm giác lấy led nhanh hơn. Đấy. Nói chung là mình cảm giác V50S này nó có gì đó nó cải tiến hơn nhé, lấy nét nhanh hơn và chụp hình mình cảm giác nó sáng hơn, đẹp hơn. V50S thinh quy này bên mình đang bán cho các bạn với giá của nó là 4 triệu các bạn nhé. Bên mình bán cho các bạn giá 4 triệu, vẫn tặng các bạn cáp sạc và tai nghe các bạn nhé, không có cường lực, không có ốp. Đấy, tất cả bọn này đều không có cường lực, không có ốp các bạn nhé. Và con này là tràn. Đây, màn hình này, để hai con. Đấy, thiết kế một con tai thỏ, một con giọt nước nhé, cũng là một sim. Đó, bên mình đang bán các bạn giá là 4 triệu các bạn nhé, 4 triệu này, đầy đủ công nghệ. Vâng, vậy là hôm nay bên mình đã view xong chiếc máy đang có tại kênh, mong rằng nhận được sự ủng hộ của tất cả các bạn. Và bây giờ mình xin kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn lại các bạn ở các video sau. Bye bye.